Hello hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Jack. What the fuck, mình là gà sinh tồn, mình là phóng viên vô lít. Và hôm nay chúng mình sẽ có một cuộc thử nghiệm cái map Kimochi. Map của Jacky, thế giới của Jacky. Và hôm nay mình tiện thể mình thấy cái link down tập 51 của Jacky thì ok. Vậy mình sẽ làm một cái cuộc tìm hiểu cái map này của Jacky xem nó như thế nào. Và hy vọng các bạn sẽ thích cái cuộc hành trình cùng với lại anh chàng phóng viên này đi vào. Vậy tự nhiên gà sinh tồn như lạc đi đâu ở đây vậy? Ok rồi, bây giờ mình sẽ mặc đồ vào để cho nó nhìn giống gà nào. Đây ok, mình có đồ rồi. Mới vào mình đã có một chiếc máy quay, vào đây cái máy quay nha. Vâng, tôi đang có mặt tại thế giới Kimochi, thế giới của Jacky. Và đây là một gia đình người Nhật Bản. Và khu này là khu của người Nhật Bản. Mình đang ở khu người Nhật Bản của Jacky. Và đây là hai con Iron Golem. Hello. Anh cho anh xin biết cảm xúc sau khi anh ở cái ngôi nhà làng người Nhật này. Iron Man, tôi là người nước Mỹ mà nó bắt tôi vào cái ngôi làng của người Nhật. The fuck. Vâng, vậy thì anh hãy tiếp tục sống ở đây đi, bởi vì đây sẽ là một cái môi trường khá lý tưởng để anh phát triển. Và đây là khu để trồng nấm địa ngục. Anh ta có sử dụng một cái mái tre khá là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá. Đây là những cái cây hoa anh đào đúng không? Mình dạo gần đây mình cũng không xem clip của Jacky nhiều lắm, cho nên mình mới tải cái map về để mình review lại xem như nào. Đây là ngôi nhà không có ai hết và có thể ngủ được. Ok, vậy mình sẽ ngủ để cho nó trời nó sáng đi, chứ để trời tối thì nó kỳ kỳ sao ấy. Đây là một cái lò không có gì ở trong. Đây là khu của người Nhật rồi. Jacky làm cái khu này là khu người Nhật rồi. Đây giống như là một cái lãnh thổ ấy. Đây là anh em có thể xem. Đây là người Nhật. Hey, Atoni Chuchu, Kimochi, Kimochi. Ok, đây là mía, mía của người Nhật. Mía của người Nhật có ngọt hơn mía của người Việt. Tại sao mình vào review map mà, what the fuck? Review, mày có hiểu review không? Mình vào chỗ mía. Ok. Thôi nha, mình xin lỗi lỡ tay. Đây là khoai. Hoặc là chúng ta có thể lấy cái khoai này để chúng ta làm mì Omachi, dành cho những ai chưa biết. Ok, cái đồ fuck sao mình lại làm cái việc này. Ồ, sao lại có khoai tây độc à? Vãi. Khoai tây lại còn có khoai tây độc nữa. Rồi mình sẽ trồng khoai lại cho Jacky nhá, không lại chửi chiếc các kiểu. Đây là lúa. Lúa này nhập khẩu từ Việt Nam. Và đây là cà rốt. Ok, và đây là cái khu mà trồng trọt của người Nhật Bản. Họ tuy là người nước Nhật Bản nhưng họ vẫn lấy, đây là suối nguồn, họ vẫn lấy từ những cái nguyên liệu nhập khẩu từ những nước khác như lúa ở Việt Nam. Và họ chỉ có mỗi khoai Omachi của họ đây rồi. Và bây giờ chúng ta cùng vào ngôi đền của người Nhật Bản nào. Ở đây có những cái bộ tượng này. Tượng mình nghe Jacky nói là mấy bộ tượng. Và có rất nhiều đồ này. Chúng ta sẽ leo lên. Có leo lên đâu nhỉ? Chết rồi, hồi đấy mình chưa có xem clip này. Mình xem xây Giang xem xây giờ gió thì mình không xem nữa. Vậy là không lên được à? Vậy là không lên được nha anh em. Có lên được không? Thôi không biết nữa. Chung là một cái ngôi chùa này khá đồ sộ. Nếu mình xây chắc mất tháng mình cũng không có thời gian để xây đâu. Vì mình lười vốn. Đây là cái gì? Tháp Big Bang. Big Bang của anh đúng không nhỉ? Không biết. Đây là cái Paris của Jacky này. Xây này. Còn đây là cái Southern Ship. Xem nào. Đấy cái ngôi chùa này các bạn nhìn vô nó hoành, con ngựa nó trắng. Đây là khoai hoa anh đào. Đẹp nhỉ? Mọi người thường mệnh danh Jacky là Thánh Bui ở Việt Nam thì cũng có thể. Và nếu mình đang review map của Jacky, nếu như mà Jacky không thích thì còn mình sẽ đổi lại, mình sẽ xóa clip đi. Ok, và đây là cái máy là thời tiết của Jacky đây đúng không nhỉ? Nhưng mình ấn mấy cái nó mưa đấy. Đỡ phát mưa rồi, không tạnh à? Thôi sặc, làm sao để tạnh không ơi? Đỡ phát chết rồi. Ôi tạnh rồi. Mày thế, không biết gì nghịch vào. Đây là chỗ này là chỗ để đồ, để dương. À chỗ nhà có chó, nhà cho chó của Jacky. Nhà cho chó bằng tuyết. Hai con này có chịch không? Đầu phộng đầu óc đen tối vồn. Ok. Đây là một cái đầu, một cái hình ngôi nhà đẹp thế nhỉ. Đẹp đấy. Mình cũng định cài respect còn nhưng thôi, để bình thường nhìn cho dễ. Đây là dưới địa ngục, đây là cổng địa ngục à. Đây là một cái ngôi nhà này là ngôi nhà gì nhỉ? Ngôi nhà này mình không biết đấy. Để mình đứng ra ngoài mình xem nào. Đây là cái Paris. Có thể leo này không?
đâu nhỉ, chùa một cột đâu rồi, đúng rồi, chùa một cột, đi kiếm cái chùa một cột. Một cột di tích cái gì, di tích lịch sử của Việt Nam đâu rồi. Đây là cái máy farm lúa à? Hay là gì đây? À đây là khu người dân này đúng không? À, hồi trước nhớ đây là khu người dân mà. Hồi trước mình xem mình nhớ khu này khu người dân à. Đây là khu gì nhỉ? Đây là khu người tuyết à, farm tuyết à. Ok, chùa một cột đâu, từ từ đi ra chùa một cột đã, từ từ lên đây đã. Mình đang đây là cái cổng này, cái cổng này là khá đẹp, về mình sẽ đi khám phá cái cổng này. Có một cái chỗ ấn đây để vào cái khu người Nhật. Ok, vào vào, ok rồi. Đấy, đây chính là cái cổng này vào khu người Nhật, vừa mình nhảy ra đường khác. Đây, có cờ Nhật đây luôn này. Ngoài kia có một cái, sau khi đánh cái chờ xong thì anh ta có lấy, à có cả cái gối xay gió này kìa. À tập, đây là cái file set tập 51 chứ không phải tập 52, cho nên là chúng ta vẫn chưa có cái gì nhỉ, cái đấy gọi là cái gì nhỉ. Đây là khu người Nhật rồi. Enuku chu 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 sali khép kimochi kimochi. Ok rồi, thôi 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 thôi, em chào với anh, anh kêu mệt quá. Rồi chúng ta sẽ đi ra khỏi đây. Rồi đây là tòa tháp Big Ben của nước Anh này đúng không nhỉ? Chết rồi, nếu mà mình có nói sai thì anh em cũng chửi nhá. Tao mình đây là nhà nhà chính của Jackie đây, anh em vào khám phá nào, xem có gì ăn không. Khách đến, khách đến, cái gì, living room, phòng khách. À ok, bỏng ngô này. À rương Ender, có rất nhiều giường ở đây. Đây là cái phòng kho của ông ta, ông ta dùng để đi bui đồ đây, rất là nhiều đồ luôn, rất là hùng vĩ luôn, có rất nhiều thời gian để làm với cái này luôn. Ok, cũng được đấy nhở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra cái kia là gì. À cái này là cái gì nhỉ, cái này là cái bánh xe nước à, bánh xe nước đúng không, nghe đồn bánh xe nước, thử thì ra xem nào. Tăng 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 tăng, cho gì hot, đằng sau là một cái bánh xe nước, để ra đằng sau xem mới thấy rõ. Đây là những cái khi là ta nhìn đây, chúng ta nhìn khá là bình thường. À, phỏng vấn anh vai. Đang để phỏng vấn thì chết con ngựa đâu. Đây đây là bánh xe nước, các bạn thấy không, nó sẽ xoay xoay, xoay ấy, và nếu như mình đây đây là cái cối xay gió ở trên kia của Jackie để mình. Thôi mấy ông địa ngục ơi, mấy ông cổng địa ngục ơi, mấy ông kêu von. Đây đây có đường lên nè, tại sao mình không lên đường này, mình lại phải leo đất lên, có đường lên chứ bộ. Lên tên lửa, đây tên lửa của Jackie. Ok, đây cái nhà chính nhà tên lửa này, nhìn đẹp nhỉ. Thề mình không bao xây cái này. Đây là mấy cái ruộng tự động à, đây ruộng thu hoạch lúa tự động, khi bạn ấn vào đây nước nó sẽ chảy xuống đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nó không thu hoạch được dưa với lại cà rốt đúng không? Cà rốt đúng không? Kìa không được cà rốt kìa ông ơi. Vậy là nó chỉ có thể thu hoạch được lúa thôi. Và sau khi đóng cái này thì nó sẽ tắt nước đi. Hồi trước mình cũng có làm một cái như thế này. Ok, tắt đi nó sẽ mất. Đây bạn thấy không? Rồi đây sẽ là cái chỗ để lên cái chỗ. À vạn lý trường thành, đây là vạn lý trường thành. Đúng rồi, lâu quá không xem clip của Jackie, bây giờ cũng khá là quên. Đây là cái vạn lý trường thành anh em ạ. Bây giờ mình sẽ đi lên khám phá. Đấy, đẹp chưa? Cái cát này là cái cát kết này, cát kết xong rồi làm thành cái miếng cát kết nhìn khá đẹp. Bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Và mình là một con gà, mình đang xuất hiện ở đây. What the fuck, các bạn sẽ thấy những cái hình tượng là nó sẽ không quen thuộc, bởi vì tự nhiên đâu lại ra gà sinh tồn lại lạc vào trong đây. Thật là một sự sỉ nhục đối với người làm ra map này, nhưng đành phải chịu thôi chứ sao rồi. Mình là phóng viên các bạn không? Mình đột nhập vào cái map này của Jackie để mình quay cái clip này cho anh em xem. Kia là cái khối xay gió ở trên không. Mình không biết là cần phải mất bao nhiêu block để làm ra cái khối như thế, nhưng mà bây giờ mình sẽ đi qua mình xem thử để xem nó như thế nào. Mình biết là cũng có nhiều bạn chưa có tải cái map này về, và mình là người sẽ thay mặt các bạn để review cái map này để cho nhiều người khác biết đến. Và nếu như mà ai biết được cái ai mà lên xin được cái link sếp của Ethan TV thì PM mình á, mình sẽ review luôn. Đây vãi, rất là nhiều bông luôn, rất là nhiều bông và mấy cái này gọi là gì, mấy cái hàng rào đấy, là chúng ta sẽ làm được một cái cối xay gió trên không. Mình sẽ không bỏ nhiều thời gian để mình làm mấy cái này, bởi vì mình không phải là con người của sự chăm chỉ. Wow, đẹp nhá, thề luôn. Thì đi review này mình đi review cả ngày cũng được. Wow, mình không phải làm mà mình chỉ việc đi khám phá thôi. Yeah, ngon canh vôn, ngon canh vôn. Ok, về mình sẽ đi đi tiếp đến một nơi nào đó thật là mới lạ. Thử xem là có cái công trình nào của Jackie mà mình quên
cái vạn lý trưởng thành cái dài đó, mình nhớ ông làm báo tập cơ. Ê mày thế chưa chết, ngã vào cái vạn lý trưởng thành dài lắm anh em ạ. Nó có thể bắt đầu từ đây mà ông cũng siêng xây nhỉ. Các bạn nhớ cái cung phu kít không? Này thằng nhóc mới là ông Thành Long này, đứng như đây là đấy. Mình sẽ tái diễn lại cái cảnh hư à, cầm tay không, đúng rồi, tay không luyện vũ luyện chiêu hư hư rồi sau khi luyện xong rồi về đánh giải cung phu kít nhất luôn, khó hiểu vồn. Xếp thế nào, xếp thằng này thằng da đen bằng A, thằng kia bằng E hay nhỉ. Xếp kiểu what the fuck thì xếp chuẩn vãi. Rồi máy pha lúa tự động và như có hopper đây không, hình như là không có hopper, có vẻ như Jackie không có sử dụng mấy cái kiểu như là máy móc giống như kiểu là Ý Thiên TV. Và nếu như mà ai mà có link file xếp của Ý Thiên TV có thể đưa mình để mình làm một cái clip review mấy cái map của họ, bởi vì mấy cái map của họ rất là hay và mình rất thích review. Chùa một cột, đúng rồi, chùa một cột, what the fuck, đi từ sớm mà đây đây đúng không nhỉ, đây đúng rồi, đây chính là cái chùa một cột độc quyền bởi Jackie. Bây mình sẽ đi qua mình review. Hình như có gà ở dưới vậy, sao lại để mấy con gà nó xuống kia, đập với gà lên đậu phộng. Người Việt Nam sao lại nuôi gà ở dưới cả hồ một chùa một cột thế này, đậu phộng. Thôi kệ đi, cho nó bơi ra. Đây chính là cái chùa một cột, mình rất vinh hạnh vì đã có thể vào đây và review cái chỗ này. Đây là hoa của chùa một cột, tượng đâu. Ồ, mình nhớ hồi trước ông làm cái tượng ở đây nhỉ, mà sao bây giờ không thấy nhỉ. Hình như hồi trước có tượng ở đây mà, nhớ hình như có tượng ở đây mà. Đấy các bạn có thể thấy, đứng từ đây chúng ta có thể thấy nhìn cái chùa một cột nó khá là đẹp. Và đằng xa kia là cái cối xay gió à, quánh cối xay gió. Và trên đây hình như cái beacon nó ở trên, mình sẽ đi lên xem cái beacon. Ồ 3 tầng à? Ồ 2 tầng à? Ồ tôi nhớ 3 tầng mà ở đây. 3 tầng đúng không nhỉ? 3 tầng mà. Đây cái beacon ở trên đây đấy. Ở chỗ này là chỗ phù phép đồ. Wow, chọc trời luôn. Đây là cái tòa tháp Big Bang này, không biết mình có lên được cái tòa tháp Big Bang này không. Đau à nha. Ăn thịt cho thịt lợn. Sau một ngày làm việc vất vả thì tôi nghĩ là tôi cũng phải cần ăn cái gì đó. Đây là cái chỗ máy dự báo thời tiết. Đây là nhà của con dog. Và đây là cái gì nhỉ? Thế mình chưa biết cái này cái gì ấy. Như tập này mình chưa xem. Mình chưa biết. Tôi là phóng viên mà tôi không có tìm hiểu kỹ. Hy vọng là anh em không. Đây là cái chỗ này chỗ gì nhỉ? Hồi trước nhớ là trồng người dân ở đây này mà bây giờ không nhớ là chỗ gì này. Đậu phộng mình tính hay quên lắm anh em ạ. Nhưng hồi trước có người dân đây này, xong rồi cho ăn bánh mì miếc kiểu đây này. Mình hay đi xem các mình khác chơi lắm. Mình là cái thằng siêng đi xem vôn. Còn người dân ở dưới không nhỉ? Ủa có đường vào à? Ủa không có đường vào. Hình như trước Jackie có nuôi người dân đây mà đúng không? Ai có thể nói cho mình biết đi, đúng không? Đúng rồi, chắc luôn. Ồ, dưới đây à, cái này là cái để xuống dưới lòng địa ngục của Jackie đây rồi. Để mình sẽ kiếm một cái xe mỏ đi xuống để mình review lại cho anh em xem những cái cảnh tượng không ai ngờ đến. Ok, và mình cũng xin nói lại đây là cái map của Jackie. Ok, đây là cái đường lên. Ồ, mình đang ở cái công trình này, công trình gì đấy? Mình chưa có nhìn ở ngoài, mình chưa nhận ra. À, Big Bang. Bây sẽ đi lên. À, có đường lên à? Ồ. Chúng ta cùng review lại cái cảnh lên trên cái tòa tháp Big Bang của Jackie nào. Ồ, khá là chóng mặt. Ê. Sặc, rớt à? Ờ, mình nghĩ là ông nên lấp cái này đi ông ơi. Khách người ta đi và người ta rớt tí thì không viên vô lít rớt xuống này. Đậu phộng. Mệt quá. Còn đường lên nữa à? Chúng ta đang có mặt ở trên ngọn tháp Big Bang. Và trời lại mưa rồi. The fuck. Đẹp phết đấy nhỉ. Bây chúng ta sẽ leo lên nữa. Wow, và bây giờ chúng ta sẽ leo lên ngọn luôn để xem chúng ta có thể nhìn được tận cảnh. Ủa sao không lên được đây? Mưa tuôn xối xả rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta đang có mặt ở trên. Tôi nghĩ là tôi nên leo lên nóc của ngôi nhà để xem. Vâng, và tôi đã ở trên nóc của cái tòa tháp Big Bang này. Chưa ở nóc à? Tôi muốn ở trên nóc cơ. Đây, chúng ta có thể nhìn
khắp mọi nơi xung quanh khung cảnh. Đây là ngôi chùa của Nhật Bản này. Đây là cái gì gọi là cái Paris á, cái Paris á. Đây là cái beacon này, sau khi giết Witcher thì Jackie đã lấy được nó. Và đây, đây chính là cái cối xay gió. Đây là cái vạn lý trường thành. Dài nhỉ, các bạn thấy không, dài không? Dài vô luôn. Và đây là cái nhớ trước cho người dân đây mà ta. Ok đi, mình không nên đi sâu quá, vấn đề nhạy cảm. Đây là cái sau đợt ship mà mình chưa vào, bây giờ mình phải vào mới được. Đây là cái chuồng cột mình sẽ nhảy đây. Đây rồi, tao bắt được mày rồi, mày chạy đi đâu rồi. Ok, mãi cuối cùng bắt được nó, chờ đợi mãi. Rồi chuồng một cột sẽ được thêm tí đất vào. Vâng, và chúng ta vừa khám phá trong chuồng một cột. Đây là cái tên lửa, liệu chúng ta có thể vào đây không? Nó có mấy cái bình nhiên liệu dưới đít đây nè, để mình thử. Không được à? Đây là đây có cái phòng gì nữa nè, phải vào hết tất cả phòng mới được. TV à? Ở phòng này phòng gì, phòng như kiểu là cái điều khiển gì à? Đường hầm à? Mình không có đi hết tất cả mọi thứ mình không biết. Máy thu hoạch lúa tự động, vạn lý trường thành đường lên. Mình nghĩ là mình chưa cần vào vạn lý trường thành vội. Mà mình nghĩ là mình không nên đi thêm một lần nữa, bởi vì đi nhiều sẽ mất thời gian của nhiều người. Ok, đây là chỗ để mà mình farm. What? Mình có chơi đâu mà nói mà mình chỉ review thôi. Tôi đây là mấy chỗ đá đỏ này, mấy công trình đá đỏ. Ủa vãi, tôi sợ mưa. Đờ hợi. Đấy thì mình review mấy cái map này như nào nếu mọi người thích. Nếu mọi người thấy hay thì đừng quên giới thiệu mấy người khác vào nữa. Không bạn, mấy cái map của A22 ấy, map của Cá Khô ấy, khiếc các kiểu Ethan TV ấy, thì có thể giới thiệu về đây. Đây là nhà của chó này. Vậy. Có hai con mà có một miếng thịt, hai miếng thịt, ba con. Vậy, đâu ra đông á? Nhanh nhỉ. Mà con chó nó ăn xương nó có lẻ đâu. Rồi thử dùng cái này xong có tắt không? Tắt được nè. Tắt rồi đấy. Ok. Đây là cái đường lên Big Ben. Đây là cái chỗ của người Nhật. Để mình sẽ đi vào đây một lần nữa trước khi kết thúc cái tập này. Hình như còn nhiều thứ mình chưa biết. Kệ, cứ vào đi. Cái đường dây xuống lòng đất này đi sướng lắm ấy. Nhưng mình chưa đi. Đây là một gia đình con lợn này. Không ai để ý à? What the fuck? Đấy, nó chỉ quan tâm với con sách thôi. Đúng á. Vào đây ở kiểu ba thế hệ trong một gia đình. Vãi. Đây là cây cổ thụ, cây sakura cổ thụ ở cái ngôi làng này. Ngôi làng của những con người Nhật Bản. Thằng FA này. FA này. FA. Đóng. Vãi. Thằng này FA luôn à? FA này. Ông ấy đâu ấy? Ồ, đây là cái bụi sừng rồng. Sừng rồng đúng không? Hay là hoa hoa hồng à? Đây là cái gì? Cái giếng nước à? Đẹp nhỉ. Thật, mình bỏ cả năm rồi mình không vui cái này. Ồ, đây là đây có một cái cầu đi ra. Thì nó cũng chỉ đến đây thôi. Ok, trồng xong rồi. Đây là cái khu làng của người Nhật Bản. Ok, và có lẽ mình sẽ dừng tập này đây. Nếu như các bạn cảm thấy thích thì các bạn đừng quên like, chia sẻ và gì à? Subscribe vào channel cho mình. Và nếu như mà các bạn thấy cái map của ai nó hay hơn nữa, kiểu Cá Khô hay là Ý Thiên, mà các bạn có link file save thì các bạn có thể đưa mình review lại. Hoặc là thậm chí là Ý Thiên hay là Cá Khô gì đó. Thôi chắc họ chẳng liên hệ mình đâu. Ok, chào tạm biệt và hẹn lại các bạn vào tập sau. Không phải, vào những tập khác. Tại mình đang chờ 10.000 sub để làm gà sinh tồn tập tiếp theo mà lâu quá, lâu vãi cả bíp nên làm này.